Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn có những thông tin cập nhật và hữu ích để mang cả thế giới đến với ngôi nhà của quý vị. Trong quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nêu rõ phương án tổ chức hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên theo mô hình mạng lưới đa cực tích hợp dựa trên cấu trúc khung phát triển gồm 2 vùng, 2 hành lang, 5 trục, 3 trung tâm cụ thể. 2 vùng kinh tế xã hội bao gồm vùng phát triển phía Nam là vùng phát triển đô thị khoa học công nghệ, dịch vụ du lịch và công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng bảo tồn, phát huy giá trị cốt lõi của văn hóa phố hiến xưa, giàu bản sắc văn hóa của trung tâm vùng đồng bằng sông Hồng. Vùng phát triển phía Bắc là vùng phát triển đô thị công nghiệp năng động của tỉnh gắn với thủ đô Hà Nội, cảng hàng không quốc tế Nội Bài, trục hành lang kinh tế đô thị quan trọng quốc gia, quốc tế, quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng và cảng biển cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện - Hải Phòng. Hành lang kinh tế bao gồm hành lang công nghiệp đô thị cấp vùng gắn với quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, hành lang văn hóa lịch sử, sinh thái sông Hồng, phát triển du lịch lịch sử văn hóa và sinh thái gắn với tuyến đường di sản ven sông Hồng. 5 trục phát triển. Trục phát triển Bắc Nam, trục quốc lộ 39, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường nối cao tốc và vành đai 5 là trục chính phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trục phát triển Bắc Nam phía Đông, trục kết nối Mỹ Hào, Ân Thi, Phù Cừ gắn với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Tại nút giao Tân Phúc là trục liên kết 13 phía Đông, thúc đẩy phát triển công nghiệp, đô thị dịch vụ, trục vành đai 4 gắn kết cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giấy - Ninh Bình, kết nối đô thị Văn Giang của Hưng Yên với khu vực Thanh Trì, Thường Tín của Hà Nội, trục đường nối cao tốc Bô Thời - Dân Tiến kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giấy - Ninh Bình theo hướng quốc lộ 21, kết nối đô thị Bô Thời - Khoái Châu của Hưng Yên với đô thị vệ tinh Phú Xuyên và khu vực phía Nam của thành phố Hà Nội. Trục quốc lộ 38, quốc lộ 38B qua cầu Yên Lệnh kết nối với cao tốc Cầu Giấy - Ninh Bình là trục kinh tế kết nối Hưng Yên với tỉnh Hà Nam và tỉnh Hải Dương. Trong quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến năm 2030, Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước. Đây là yếu tố then chốt để Hưng Yên đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa gắn với phát triển kinh tế đô thị, phát triển mạnh chuỗi các đô thị có sự kết nối giữa các đô thị trung tâm, đô thị chức năng, đồng thời phát triển các khu đô thị lớn, sinh thái, thông minh và hiện đại. Tỉnh Hưng Yên phấn đấu đến năm 2030, tỉnh cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại 1. Đến năm 2037, dấu mốc kỷ niệm 40 năm tái lập tỉnh, tỉnh Hưng Yên cơ bản đáp ứng tiêu chí thành phố trực thuộc trung ương. Tỉnh Hưng Yên đạt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 khoảng 60-65% và đến năm 2050 khoảng 80%. Tỉnh quy hoạch 3 đô thị trung tâm gồm thành phố Hưng Yên, đô thị Văn Giang và đô thị Mỹ Hào. Trong đó, thành phố Hưng Yên là đô thị trung tâm của tỉnh và các vùng phía Nam, đóng vai trò trung tâm hành chính chính trị, kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ của tỉnh. Kết nối về phía Bắc với huyện Kim Động, phát triển đô thị sinh thái, du lịch dọc sông Hồng. Kết nối về phía Đông với huyện Tiên Lữ, phát triển dịch vụ, khoa học, đào tạo, trung tâm khởi nghiệp. Đô thị Văn Giang là đô thị trung tâm vùng phía Bắc, phát triển theo hướng sinh thái, thông minh, hiện đại, khai thác hiệu quả các đường vành đai 3,5, vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Kết nối với khu vực phía Đông và phía Nam của thủ đô Hà Nội và đóng vai trò thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực phía Bắc của tỉnh. Đô thị Mỹ Hào là đô thị trung tâm vùng phía Bắc, phát triển theo hướng đô thị công nghiệp, dịch vụ thương mại và nhà ở theo hướng thông minh hiện đại, phát triển gắn với hệ thống hạ tầng, khung quốc gia trong hành lang công nghiệp, đô thị của tỉnh và trục phát triển Bắc Nam phía Đông kết nối Mỹ Hào, Ân Thi, Phù Cừ gắn với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là trục liên kết mới phía Đông, thúc đẩy phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, đầu mối logistics. Sự phát triển nhanh, bền vững, đồng bộ của quốc gia, vùng địa phương và các ngành lĩnh vực là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Muốn làm được điều này, trước hết phải bắt đầu từ quy hoạch và quản trị quy hoạch. Điều này được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại tại Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Bình Dương. Chúng ta từng quan tâm đến quy hoạch quản lý và thực hiện quy hoạch, tuy nhiên do một số nguyên nhân, một số quy hoạch đã chắp vá, xung đột lợi ích, giữa các ngành kinh tế, thiếu tầm nhìn. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 tới nay, công tác này đã được tập trung lãnh đạo chỉ đạo đầu tư, việc lập điều chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, thành được đẩy nhanh tiến độ. Cho đến nay đã hoàn thành việc lập thẩm định phê duyệt 110 quy hoạch. Đối với địa phương, ngành quy hoạch không chỉ khai thác tốt tiềm năng dư địa mà còn phải có tư duy đổi mới đột phá, tầm nhìn chiến lược tổng thể, bao trùm toàn diện đi trước một bước, đồng thời phải đảm bảo tính hệ thống khoa học, hiệu quả kết nối kinh tế từng tỉnh thành với vùng quốc gia, khu vực và quốc tế trong chuỗi giá trị. Việt Nam đã và đang thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tái cấu trúc nền kinh tế. Điều này không chỉ thể hiện ở cơ cấu GDP mà còn thể hiện ở sự khác biệt gia tăng giá trị của nền kinh tế. Đại hội 13 của Đảng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược nhằm thực hiện mục tiêu tổng quát, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những năm qua, chúng ta đang chứng kiến sự phát triển của một số công nghệ mang tính đột phá trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư như công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ mạng 5G, công nghệ sinh học. Những công nghệ này đã và đang tác động mạnh mẽ tới mọi khía cạnh, từ an ninh chính trị đến kinh tế xã hội. Để phát triển nhanh bền vững, quy hoạch không thể không tính đến số hóa, xanh hóa, xây dựng các khu công nghiệp thế hệ mới. Khi phát biểu tại Bình Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi ý địa phương tiên phong kết nối, nhất là kết nối giao thông xanh hóa, số hóa, chủ động phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, kinh tế ban đêm, số hóa, xanh hóa kinh tế phát triển nhanh bền vững. Đây đều là những giá trị mới, góp phần tạo nên giá trị gia tăng. Cách đây 65 năm, ngày 12 tháng 9 năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự cuộc họp của Bộ Chính trị bàn về quy hoạch thủ đô Hà Nội. Bác Hồ nhấn mạnh vấn đề tổ chức thực hiện trong xây dựng phải có quy hoạch đồng bộ làm từng bước và chú ý kết nối cả nội và ngoại thành Hà Nội. Tư tưởng chỉ đạo của người, dù là đối với một số địa phương nhưng giữ nguyên giá trị, quy hoạch là để kiến tạo phát triển, phải có tầm nhìn, đồng thời phải nghiêm minh về quản trị. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 149 NQCP về việc xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Chính phủ thống nhất thông qua việc trình Quốc hội quyết định chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền thay mặt Chính phủ ký tờ trình để trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 tháng 10 năm 2024. Quy hoạch sử dụng đất quốc gia được Quốc hội thông qua tại nghị quyết số 39/2021 ngày 13 tháng 11 năm 2021. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 326 QĐ-TTg ngày 9 tháng 3 năm 2022 phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quá trình thực hiện, một số địa phương, trong đó có Đồng Nai, có văn bản đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch, chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất khu công nghiệp, đất giao thông, đất công trình năng lượng, đất rừng. Cầu Long Biên hoàn thành năm 1902, đồng thời một thị trấn nhỏ bên kia sông ra đời, kèm theo một nhà máy hỏa xa. Dân cư nội thành Hà Nội tăng đều gấp đôi sau mỗi năm. Kinh tế cả xứ Bắc Kỳ thay đổi từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Đông ra cảng Hải Phòng đi quốc tế, Bắc lên tới Côn Minh sang Nam Trung Hoa. Tuy vậy, vùng quê bờ Bắc sông Hồng vẫn êm đềm, mặc cho bên kia sông Hà Nội đổi thay từng ngày. Trong các bản quy hoạch Hà Nội được thực hiện các năm 1924, 1941, 1951, Hà Nội vẫn chỉ ở bờ Nam sông Hồng. Từ năm 1986, Hà Nội có thêm 2 cầu Thăng Long, Trương Dương, nhưng bờ Bắc sông Hồng vẫn mờ nhạt trong quy hoạch thủ đô. Thập kỷ 90, Hà Nội chập chững mở cửa. Văn phòng, khách sạn, liên doanh đầu tư nước ngoài mới xây vẫn quanh phố cũ và Hồ Tây. Hà Nội vẫn nhỏ bé trước sông Hồng trong các trận lũ lớn hàng năm. Năm 1997, một đối tác Hàn Quốc bỏ ra khoảng 3 triệu đô la Mỹ để lập dự án thành phố mới. Tại Bắc sông Hồng, họ thuê các công ty tư vấn đầu tư thế giới, thực hiện với quy mô 8.000 ha, tổng đầu tư với 40 tỷ đô la Mỹ. Dự án này vẽ mặt nước sông Hồng đi sâu vào các làng xóm huyện Đông Anh nhằm mở rộng và nâng cao giá trị của không gian đô thị hiện đại. Khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998 làm các nhà đầu tư bất động sản nước ngoài suy sụp, dự án Hà Nội Newtown bị gác lại. Nhưng về sau tôi thấy một số điểm nêu trong dự án được đưa vào quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2020, phê duyệt năm 1998, gọi tắt là QHC 108. Trong bản quy hoạch này, lần đầu tiên Hà Nội mở rộng bờ bắc sông Hồng, ngoài 3 cầu cũ Thăng Long, Long Biên, Trương Dương, dự kiến thêm 5 cầu mới. Sơ đồ quy hoạch mô tả diện tích mặt nước cây xanh bao quanh các làng xóm cũ. Theo thời gian, mặc dù chưa có cây cầu nào mới bắc qua, nhưng Hà Nội đã bớt e sợ sức mạnh tự nhiên của sông Hồng và những kế hoạch khai thác đất ven sông tăng lên từ đó. Giai đoạn 2007-2009, một đối tác từ Hàn Quốc đến Hà Nội đề xuất dự án thành phố sông Hồng, đoạn đi qua nội thành dài 40 km. Hàng ngàn hecta đất bờ bãi nằm trong hai con đê sông Hồng được vẽ thành đô thị vườn cây. Dự án di rời 42.000 hộ dân, 170.000 người để xây thành phố bên sông trị giá hơn 7 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, dự án chưa kịp thực hiện thì Hà Nội mở rộng địa giới hành chính vào tháng 8 năm 2008 và bắt tay lập quy hoạch mới. Một phần dự án được đưa vào quy hoạch chung của thành phố. Sau 15 năm mở rộng Hà Nội 2008-2023, hàng trăm nghìn hectare đất ruộng trũng bán ngập bị san lấp để làm đô thị. Và nhiều khu đô thị mới ra đời ở phía Tây, phía bờ Nam sông Hồng, trong đó rất nhiều dự án chiếm đất bỏ hoang, nhà xây lên để cho cỏ dại mọc um tùm. Khi đất ruộng phía Tây, bờ Nam sông Hồng dần hết chỗ khai thác, các đề xuất quy hoạch lại hướng bút về phía Đông, bờ Bắc sông Hồng để đổi màu xanh vùng đất ngoài đê thành màu vàng cam dân cư, đô thị bất động sản. Bên cạnh những thay đổi màu sắc trong quy hoạch thì con người cũng chứng kiến những thay đổi của thời tiết, khí hậu, thiên tai cực đoan hơn, gió bão ngày càng mạnh hơn, mưa lớn ngày càng dữ dội hơn, ngập búng đô thị ngày càng sâu và lâu hơn. Ngoài ra, khô hạn cũng ngày càng gay gắt hơn, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất nhiều nơi hơn, ô nhiễm nước thải và nước ngầm lan tràn diện rộng hơn, thâm nhập độ sâu hơn với nhiều hóa chất nguy hiểm hơn. Nạn xâm nhập mặn lan dần tới phía Nam Hà Nội. Sau Covid-19, Hà Nội tái khởi động quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng với định hướng theo nguyên tắc thuận tiện, lấy phòng chống lũ và chỉnh trị sông Hồng là mục tiêu hàng đầu, không chất tải công trình hai bên sông. Quy hoạch phải thuận thiên là hoàn toàn đúng, theo các nhà chuyên môn. Vấn đề lớn nhất là đảm bảo an toàn phòng chống lũ đê điều, quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, đề cập khu vực bãi giữa, bãi bồi không thuộc danh mục được phép xây dựng. Không phải chỉ lo vấn đề an toàn trước bão, to, lũ lớn mà Hà Nội còn phải lo đủ nước sạch cho sinh hoạt sản xuất thì mới có thể trở thành thành phố sáng tạo thông minh. Tháng 6 năm 2023, nước sông Hồng, sông Đà xuống thấp tới mức nhà máy nước sông Đà phải dùng trọng bơm dã chiến để khai thác. Tháng 11 năm 2023, gần 2 vạn dân ở khu đô thị Thanh Hà không có nước sạch, thành phố phải dùng xe chở nước tới giải cứu. Nhiều vùng sản xuất nông nghiệp quanh Hà Nội nhiều năm nay khai thác nước ngầm để trồng hoa tưới rau vì các trạm bơm nước từ sông Hồng xuống thấp. Không nhận diện những thách thức, khó khăn thì quy hoạch sẽ không có giải pháp phù hợp thực tế, không đáp ứng được những thách thức do biến đổi khí hậu trước mắt cũng như lâu dài. Tháng 6 năm 2024, Quốc hội thông qua luật thủ đô sửa đổi, trong đó có cả yêu cầu xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, an ninh nguồn nước với sông Hồng là trục xanh, cảnh quan trung tâm phát triển đô thị hài hòa hai bên sông của thành phố. Điều 17, luật thủ đô sửa đổi quy định trên bãi sông được phép tồn tại một số khu vực dân cư hiện hữu và được phép xây dựng mới công trình nhà ở với tỷ lệ thích hợp theo quy hoạch phòng chống lũ của tuyến sông có đê và quy hoạch khác có liên quan. Các khu vực bãi sông, bãi nổi còn lại được phép xây dựng các công trình dành cho không gian công cộng, công trình phục vụ mục đích công cộng nhưng không tôn cao bãi sông, bãi nổi để đảm bảo yêu cầu không làm cản trở dòng chảy. Diễn giải quy định trên theo quy luật vật lý thông thường, nghĩa là tác động của vật thể với dòng chảy của nước, thì các không gian công trình phục vụ mục đích công cộng phải giữ nguyên cao trình hiện trạng, không tôn cao san lấp mà chỉ tạo ra những bề mặt bằng phẳng hay những chi tiết kiến trúc nhỏ có độ mảnh, không tạo nên những khối tích bất kỳ kích thước nào để đảm bảo lưu thông dòng chảy của sông. Nhìn lại đã gần 30 năm qua, có không ít đề xuất giải pháp, quy hoạch khu vực ngoài đê sông Hồng, tuy nhiên cho đến hôm nay, chưa phương án nào triển khai trên thực tế do gặp nhiều vướng mắc về quy hoạch. Quy hoạch thủ đô có nhiều điểm mới nhưng vẫn phải phù hợp với quy hoạch đê điều và quy hoạch khác có liên quan.